xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoằng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Đường Ngược và Chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Hiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, con xin kính chào Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, Nhật Hiếu Hạnh. Xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Kính bạch Thầy, cuộc sống mỗi ngày có nhiều khó khăn. Theo Thầy thì để giúp cho một ngày mới thực sự hoan hỷ, chúng ta cần phải làm gì ạ? Di Đà Phật, cái câu hỏi của con rất rất là quan trọng. Để mở đầu cho một ngày mới, mà qua đó chúng ta có thể có một cái năng lượng mới, có những cái nỗ lực mới nhằm có thể thành tựu những cái thành quả mới. Đặc biệt là giữa một cái bối cảnh xã hội mà có quá nhiều cái sự phức tạp, cho nên nó dễ làm cho tâm của chúng ta bị chi phối, bị loạn động. Đó là chưa nói đến cái sức cám dỗ vật chất đã khiến cho rất nhiều người bị ngã quỵ trước khi họ đạt được những cái ước nguyện rất là đẹp đối với cuộc sống của bản thân cũng như là những cái sự kỳ vọng của gia đình và xã hội. Thì thưa quý vị đó, thường những người xuất gia để mở đầu cho một ngày mới có những cái thời khóa tu tập rất là nghiêm túc. Cứ lấy một cái thí dụ như là thờ công phu vào buổi sáng, mà chúng ta thường nghe là công phu khuya, thì lúc 3:30 sáng là đã phải thức dậy và ngồi thiền, rồi sau đó thì tụng một thờ gồm có ngũ đệ lăng nghiêm và thập chú, và đương nhiên là có những cái pháp kệ cũng như là những cái sám nguyện, kinh hành, niệm Phật, lễ Phật vân vân. Thì trong cái thời công phu khuya, như chúng tôi đã thưa, tụng ngũ đệ lăng nghiêm và thập chú, và trong cái bài tựa của lăng nghiêm có ghi lại lời đại thệ nguyện của tôn giả A Nan. Và chúng tôi rất là tâm đắc, lúc nào chúng tôi cũng lấy đó như là cái đại thệ nguyện, tức là lời thệ nguyện lớn của chính mình. Nhờ vậy mà mình mới hưng phát được Bồ Đề Tâm, nhờ thế mà mình mới có đủ cái năng lực để mà tiếp tục bước lên phía trước
nhằm làm tất cả những gì mà khả năng của mình có thể để giúp cho cái sứ mệnh hành pháp lao sạch ngày một tốt đẹp hơn. Như thế thì lời nguyện lớn của tôn giả A Nan như thế nào? Thưa quý vị, tôn giả A Nan đã nguyện rằng là ngũ trược ác thế thệ thiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật chung bất ư, thử thủ nề hồ. Có nghĩa rằng là ở vào đời ác có đầy dãy năm trược của nguyện sinh bước vào trước. Và nếu như chỉ còn có một chúng sinh thôi mà chưa thành Phật thì cùng thệ nguyện là không có thủ đắc quả vị niết bàn. Lời nguyện đó quả thật nó tác động một cách mãnh liệt, như là một cái động lực thôi thúc mọi hành giả không ngừng nỗ lực dấn thân cho những cái sứ mệnh thiêng liêng, cho những cái lý tưởng cao đẹp mà mình đã phát nguyện. Cho nên mở đầu cho một ngày mới, thành tâm đọc tụng lại những cái lời thệ nguyện lớn, hoặc giả là những cái lời dạy mà qua đó nên nhắc nhớ, để chúng ta lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm những cái lý tưởng cao đẹp của mình, thì nó sẽ là một cái sự trợ giúp rất là lớn. Ví dụ như ở trong cái bài sám quy mạng tổ Di Sơ, tức là tổ Liễu Nhiên, có dạy rằng là phải làm thế nào để thừa tiếp được cái hạnh nguyện của mười phương chư Phật, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì la, mà không có một cái chút mệt mỏi. Ý nói đến cái sự tinh tấn, phải nỗ lực để mà thừa tiếp những cái Phật sự của mười phương chư Phật, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì la, không có một chút mệt mỏi, sẵn sàng dấn thân. Tu học nhất thiết pháp môn, tất giai thông đạt. Phải tu học tất cả những cái pháp môn, những cái phương pháp, và tu học một cách rốt ráo, tất cả đều thông đạt. Chứ không phải là mình tu học qua loa. Những cái lời dạy như thế mà được đọc tụng lên, nó sẽ giúp cho mỗi một hành giả có được một cái nguồn lực có thể nói rằng là hết sức quan trọng trong những cái ngày mà chúng ta gọi là ngày mới, mở đầu cho một cái ngày mới. Và ở trong cái bản kinh Pháp Cú thuộc về Hán Tạng đó, thì chúng ta thấy là cũng có một cái lời nhắc nhở hết sức là quan trọng. Đó là khi mà sáng sớm thức dậy, mình hãy vui và lắng nghe những lời dạy của Đức Phật. Đó. Có nhiều người trong chúng ta thức dậy nhưng mà vì ám ảnh bởi những cái ác mộng, hoặc giả là đối diện với những cái áp lực của những cái công việc mà mình nghĩ là mình chưa có hoàn thành, mình cảm thấy đầu óc giả dợn, hoặc giả là bị ảnh hưởng bởi những cái ly rượu của đêm khuya, những cái tiệc tùng v.v. Nó mệt mỏi, nó chán chường. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú
thuộc cái hệ của Hán Tạng. Khi mà mới thức dậy thì cần phải hoan hỷ, phải làm sao giữ được cái niềm vui ở trong tâm của mình, và phải đọc lại, phải nghe lại những lời dạy của Đức Phật. Đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ là mọi người có thể ứng dụng được, và nó sẽ là một cái sự lợi ích hết sức là lớn lao. Chúng tôi nhớ có một cái bài thơ có hai câu của một tác giả nào đó mà nhiều người thường viết để treo ở trước bàn làm việc của mình. Số mai thức dậy niềm vui mới, cảm ơn đời, ta vẫn tiếp tục thương yêu. Mình thức dậy, mình thấy mình vẫn còn có đầy đủ cái sức khỏe, đầy đủ cái trí nhớ, tiếp tục sống, tiếp tục để mà thương yêu cuộc đời. Mình cảm ơn những gì mà mình đang có. Thì đó là một cái niềm vui lớn. Mình thức dậy mà mình vẫn còn thấy mình còn sống là một cái niềm vui rất là lớn trong đầu ngày. Mình có nhiều cái bài kệ, có nhiều cái bản kinh mà nếu mỗi một chúng ta mở đầu cho một ngày mới, ôn tụng lại rồi ứng dụng, thì đó là một cái sự lợi ích rất là lớn. Thầy cảm ơn con về cái câu hỏi hết sức là quan trọng vừa rồi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, nếu chỉ đọc lại những lời dạy chư Phật, chư Bồ Tát và chư lịch đại tổ sư thì sẽ có lợi ích như thế nào ạ? Xin cảm ơn con. Con hỏi thầy là tại sao mà đọc lại những lời dạy của chư Phật, chư tổ hoặc giả là những cái bậc thầy lớn nữa thì lại có những cái lợi ích. Thì như khi nãy thầy đã chia sẻ, đọc lại những cái lời dạy của chư Phật thì đó là một cái sự tác động rất là lớn lao. Nó giúp cho mình nâng cao khả tính giác ngộ, nó giúp cho mình có được một cái năng lượng mà ở đây được chế tác bởi từ bi và trí tuệ, là một cái sự nhắc nhở làm cho chúng ta phấn chấn, làm cho chúng ta thấy rõ được cái giá trị của sự tinh tấn, thấy rõ được cái giá trị của sự dấn thân. Vì khi mà chúng ta hiểu ra được thế nào là lợi ích của từ bi và trí tuệ, thế nào là sự lợi ích của cái sứ mệnh cứu khổ độ sinh, thì chúng ta sẽ sẵn sàng hy hiến cuộc đời của mình cho cái sứ mệnh thiêng liêng cao đẹp đó. Chỉ hiểu được những lời dạy của Đức Phật không thôi thì đã là một cái lợi ích lớn lao rồi, huống chi là mình ứng dụng những cái sự hiểu biết về những lời dạy của chư Phật, chư Tổ vào đời sống hàng ngày của mình, thì cái lợi ích của nó có thể nói rằng là không có gì to lớn bằng. Đó chính là cái lý do tại sao mà mở đầu cho một ngày mới, chúng ta cần phải đọc lại những lời dạy của chư Phật, những lời dạy của chư Tổ, và lấy đó như là một cái
hành trang cần thiết cho cái cuộc hành trình giao hóa độ sinh, cho cái tiến trình hướng đến giải thoát giác ngộ. Và dù không phải là trong một cái tiến trình hướng đến giác ngộ, mà cho bất cứ một cái công việc nào, đó là một cái công việc của đời thường đi nữa, thì nó vẫn tạo ra những cái lợi ích rất là lớn lao. Công việc bình thường mà được hỗ trợ bởi tham sân si thì đương nhiên nó sẽ thiếu rùi, nó hủy diệt cái lý tưởng cao đẹp của mình, nó làm cho đời sống của mình không còn cao thượng nữa. Còn ở đây được trang bị bởi những cái tuệ giác tối thượng, bởi một cái lòng từ bi khoan dung, thì đương nhiên là cái giá trị của nó là một cái giá trị vô giá. Thầy cảm ơn cô A Di Đà Phật, câu hỏi rất là quan trọng. Con có cái câu hỏi gì khác, thầy xin mời cô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy vừa đề cập đến kinh Pháp Cú theo hệ Hán Tạng. Con xin cung thỉnh thầy giảng về những pháp kệ trong kinh Pháp Cú chữ Hán ạ. Xin cảm ơn con. Trong cái bản thuộc về Pali Huệ thì chúng ta thấy là kinh Pháp Cú gồm có 26 phẩm. Và trong 26 phẩm đó thì có 423 bài kệ, là pháp kệ hay là thi kệ. Và cái phẩm đầu tiên thuộc về cái hệ Pali đó là phẩm song yếu. Tiếng Pali là Jamaka Vakuk. Trong cái phẩm song yếu này thì chúng ta thấy Đức Phật dạy tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, vân vân và vân vân. Nhưng mà ngược lại ở cái hệ Hán Tạng thì không phải là 26 phẩm mà có đến 39 phẩm. Như vậy thì có 39 cái thể tài khác nhau, nó nhiều hơn là cái hệ của Pali. Hệ của Hán Tạng có đến 39 phẩm. Và cái phẩm đầu tiên thì chúng ta thấy là vô thường, chứ không phải là song yếu như là cái hệ của ngôn ngữ Pali. Có một cái sự khác biệt như vậy. Tuy nhiên chúng tôi cũng mở một cái dấu ngoặc để thưa thêm là có nhiều cái bản của kinh Pháp Cú. Có những cái bản thì gồm có 900 bài kệ, có những cái bản gồm có 500 bài kệ, có những cái bản gồm có 300 bài kệ hay là 700 bài kệ, vân vân. Lý do tại sao mà có cái sự khác biệt đó? Bởi vì khi mà những cái vị tổ mang những cái bản kinh bằng tiếng Phạn hay là tiếng Pali sang ở những cái nước khác, thì lúc bấy giờ đó cái vấn đề ngôn ngữ của bản địa đương nhiên là có giới hạn, bởi vì mình không phải là người bản xứ. Cho nên dịch từ tiếng Sanskrit hoặc giả là tiếng Pali sang chữ Hán hoặc giả là một cái ngôn ngữ nào đó, quả thật không phải là dễ dàng chút nào. Cứ lấy một cái thí dụ, khi mà chúng ta mang những cái tài liệu và văn học từ ở Việt Nam sang, muốn dịch sang tiếng Anh, ở cái thở đầu lúc mà tiếng Anh của chúng ta chưa có phải là một cái loại ngôn ngữ như là tiếng mẹ đẻ, mà mình chuyển dịch những cái tác phẩm văn học bằng tiếng Việt sang tiếng Anh mà có thể lột tả được hết tất cả cái nội dung cốt lõi của nó, quả thật không phải là một cái điều dễ dàng như là chúng ta tưởng. Cho nên từ 900 phẩm mà giả là 700 phẩm vân vân, nó bị giới hạn lại, bị giới hạn lại. Thì ở cái bài kệ
đầu tiên chúng ta thấy trong cái huệ chữ Hán thì có dạy rằng là thùy miên giải ngụ, nghi hoan hỷ tư, thính ngã sở thuyết, soạn ký Phật ngôn. Khi mà mới thức dậy thì phải có một cái tâm hoan hỷ, có một cái sự hoan hỷ nghe về những lời dạy của Đức Phật, và nhớ nghĩ đến những lời dạy của Đức Phật. Đó là cái pháp kệ, còn gọi là thi kệ thứ nhất. Cái bài kệ thứ hai chúng ta thấy là có ghi rõ là sở hành phi thường, vị hưng suy pháp, phù sanh triếp tử, thử diệt vi lạc. Và ở trong cái hệ của Hán Tạng, như chúng tôi đã thưa, phẩm đầu tiên không phải là phẩm song yếu, mà là phẩm vô thường. Cho nên ở đây nói về vô thường. Vô thường, những cái gì mà nó được tạo ra thì đương nhiên á, nó có hưng và có suy, lúc thì thịnh, lúc thì suy, bởi vì luôn luôn nó biến đổi mà. Cho nên trong đó nó bao gồm có cái sự sinh và diệt. Sinh và diệt là hai mặt của một bàn tay, giống như hai mặt của một đồng xu. Cái chết và sống nó luôn luôn có mặt trong nhau. Mình có nhận ra hay không nhận ra thì cái sự thật nó vẫn tồn tại ở đó. Và đời sống của chúng ta cũng thế, ngay trong lúc chúng ta còn sống, cái chết đã có mặt, dù nó đang tiềm ẩn ở một số những cái khía cạnh nào đó. Khi mà chúng ta chưa có quán chiếu, chúng ta không thấy ra, nhưng mà dù thấy hay không thấy thì nó vẫn có mặt ở đó. Cho nên ở đây cái bài kệ thứ hai thì có dạy rất là rõ, cái chết và sống đó là một cái điều hết sức là hiển nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là Đức Phật chỉ dạy về những cái tư tưởng tiêu cực mà không ở đây. Nếu mà cái sự sinh diệt mà nó đã chấm dứt thì đương nhiên đó là một cái niềm vui lớn, đó là cái sự an lạc vô biên. Rất tiếc là thì giờ không cho thầy trò chúng ta có thể chia sẻ thêm, phải không con? Do vậy mà thầy xin cảm ơn con. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị, và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, Bồ đề tâm mỗi ngày một tăng trưởng. A Di Đà Phật. Dạ, rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Cần xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng